chịu được. Dạ. Bà làm gì mà đánh tôi? Hả? Quá. Ai á? Tôi có làm gì ác đâu mà tự nhiên mà đánh tôi. Ủa? Tôi đâu nói quá đâu. Nè. Cái gì á? Con ghét chú Bao. Rồi, tìm ra nguyên nhân. Ra đây chà, ra đây chà. Rồi nó ghét không? Tất cả mọi người không biết. Không. Trời ơi, ác quá. Ác dữ thần hồn luôn nè. Không chịu được. Dạ. Bà làm gì mà đánh tôi? Hả? Quá. Ai á? Tôi có làm gì ác đâu mà tự nhiên mà đánh tôi. Ủa? Tôi đâu nói quá đâu. Chứ sao đánh tôi? Nè. Cái gì á? Trời đất quỷ thần ơi nè, mà ông coi nè. Dễ sợ. Con người ta trẻ dễ sợ, hai mấy tuổi thôi đó. Ừ. Mà coi như nó làm cái gì á, yêu thương, ca ngợi, xong rồi bây giờ là không thích cái gì đó, công kích. Con nhỏ nó buồn, rồi nó tự tử luôn nè. Thôi kệ, tự tử chết chuyện của nó. Trời ơi, tôi lo tôi tính sổ lộn hết trơn. Trời ơi, thấy chưa? Ông vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm gì? Ông có biết không? Đừng có nghĩ rằng là đây là cái chuyện của xã hội, chuyện của ai đó mà mình không quan tâm. Tôi đang lo cho ông đó. Tôi làm gì lo? Tôi có lên mạng tôi nói gì đâu. Tôi có yêu đương, tôi có đăng điếc gì đâu mà tôi sợ. Ôi, bây giờ đám trẻ nó vậy, bà quan tâm chi? Bà lo làm sao cho ấy? Ê, đừng nói giờ bà chạy theo cái cuộc sống ảo trên đó, rồi bà bị cuốn, rồi bắt đầu cái bà suy nghĩ tầm bậy bạ nha. Không, tôi không ích kỷ như ông. Tôi sống, tôi biết yêu thương mọi người xung quanh. Tôi có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi thấy cái chuyện nào đúng thì tôi làm, tôi thấy chuyện không đúng là tôi không làm. Mà tôi thấy ai bị ức hiếp thì là tôi phản đối, tôi lên tiếng, chứ không phải sống ích kỷ như ông. Mà cái chuyện trên mạng bà có điều tra chính xác, bà nói những cái chuyện đó có đúng hay là sai? Người ta tự tử, người ta chết. Ông biểu là điều tra đúng hay sai là làm sao? Trời ơi, bây giờ nó nhiều cách bia lắm bà ơi, bà đừng có tin. Trời tôi nói là tôi nói cho ông đó. Làm gì cho tôi đâu lên trển, tôi đăng gì đâu. Út gà. Nó làm gì? Nó rất thích vô trong cái thế giới người ta kêu bà Tô Bích. Đó, ông biết ông... Thì chuyện là chuyện của nó làm gì nó làm, nó lớn rồi. Nhưng nếu ông không giáo dục nó, nếu ông không hiểu nó, khi mà nó vô cái trong thế giới đó rồi, yêu thương có, ghét có, nổi tiếng có, thành công có, thất bại có, nó không hiểu được. Lúc đó nó bị cú sốc nào đó, nó sẽ trầm cảm và nó sẽ tớ tớ. Tôi nói thiệt bà nha, bà đó là bà suy diễn không. Nó lớn rồi, nó đủ trí tệ để mà nó xử lý tất cả những cái ngữ cảnh đó. Làm gì mà mình không quan tâm? Ví dụ như nó đói, nó khổ thì về đây tôi giúp đỡ cho nó làm phụ bà. Còn cái chuyện mà nó sinh hoạt, nó làm việc, cái nghề nghiệp hồi có thì nó mừng. Ông có biết hiện nay cái thành phần mà trầm cảm là cái thành phần của tụi tôi và ông đó. Gì? Tôi với bà làm gì trầm cảm? Thất nghiệp, mất tiền, gia đình đổ vỡ. Tôi không có trong ba cái hoàn cảnh thì làm sao tôi trầm cảm? Một ngày nào đó tự nhiên, đây, mất đi. Gì? Cái khu vực này nhà nước đã quy hoạch rồi. Không bao giờ có giải tỏa tòa nhà này. Cái khu vực này còn, tất cả còn, chỉ có ông mất thôi. Tôi làm gì mất, đừng có trâu nha. Cái quán này của ông mất. Làm gì mất? Trắng tay. Làm gì trắng tay, tôi đâu có cờ bạc, tôi đâu có cá độ, tôi đâu có làm gì bậy bạ. Không thể hiểu được con người ta là như vậy. Lính xui rủi làm sao biết được. Và tất cả cái này thuộc về tôi. Hả? Vậy bà cướp của tôi à? Ông cướp. Bà nói gì tôi không hiểu. Ông là trời xui đất khiến ông mất hết. Và cái này là chính thức luôn. Danh chính một đường giấy tờ thuộc về tôi. Và lúc đó ông buồn bã, ông đau đớn, ông cảm thấy là ông thất bại. Cuộc đời ông không còn ai nữa, chứ ông sẽ bị trầm cảm. Sao vậy con? Lúc này á, cô... À... Má Mỹ Mỹ thấy con rất là buồn. Đầu tóc con bù xù, mặt mày con ủ dột. Phục trang bên ngoài của con đôi khi con cũng không có để ý. Vì thế làm sao? Con bị gì vậy? Hả? Thần kinh con có ổn định không? Nè, con coi hóa đơn coi chú tính đúng không con? Ê, cái hóa đơn là sao? Hả? Ông đi. Cái này chỉ có tôi với nó nói chuyện được với nhau thôi. Ông tôi đi. Bị thiệt hại. Không, kệ ông. Tôi đã nói rồi, có thể nguyên cái cơ ngơi này thuộc về tôi mà. Hả? Bây giờ ông núp một chỗ đi. Ông chỉ có nhìn, ông chỉ có hai cặp mắt nhìn ra thôi. Ông ngồi im không thoại. Bà là Mỹ Mỹ toàn then. Người xứng gì cái ấy bây giờ không lẽ bà quanh gia. Bà quanh gia nhập bà hả? Đi. Bà biết hết hả? Tôi biết hết tất cả mọi thứ trên đời cuộc đời này. Bởi vì sao tôi không sống ích kỷ như ông. Vô đi. Có giỏi thì đem hai ly nước ra đây. Mỹ Mỹ lúc này thấy con rất là kỳ. Mỹ Mỹ không phải là nhiều chuyện đâu. Nhưng có chuyện gì thì con hãy nói với Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ sẵn sàng nghe con nói. Mỹ Mỹ thương con thật lòng. Con không có mẹ đây thì hãy coi Mỹ Mỹ như là mẹ của con vậy. Có chuyện gì hãy nói cho Mỹ Mỹ biết.
con có việc la đi con có việc khóc đi con có việc buồn đi con. Rồi những giọt nước mắt con sẽ vơi đi, Mỹ Mỹ sẽ lau cho con và con sẽ lắp bụng. What? Cái gì mà có két nhức đầu quá vậy? Vô đi. Không hỏi không thoại, chỉ có hai cặp mắt lỏ ra giờ mà thôi. Nè con ơi, con bị mất nợ đúng không? Con bị thiếu nợ đúng không? Hụi. Con chơi hụi đúng không? Đó là trời, tại sao ông Lộc ông không có đây? Con ghét đi. Rồi, tìm ra được nguyên nhân rồi. Gì? Thằng Lộc, thằng Hai Lộc, cháu của ông à, tìm sao? Ra được rồi. Rất may, nó bị trầm cảm đó. Để tôi sẽ hỏi tiếp tục coi lý do vì sao. Dạ đi, tự nhiên vô nói vậy nè. Con ơi, Hai Lộc, nó là con trai, chưa có gia đình. Mình là con gái, cũng chưa có gia đình. Có phải chăng con... Con ghét chú Bao. Tìm ra nguyên nhân, ra đây chặt. Rồi nó ghét không? Vì sao? Rồi ra đây rồi tìm rồi. Tôi nói thiệt, cái gì mình ẩn số khi mà nó có một cái đáp số thì ra rồi đó. Nguyên do nó giận, nó hờn, nó buồn, nó trầm cảm là tại ông. Bao sao vậy con? Tao làm gì mà mày ghét tao? Chú Bao. Mỹ Mỹ, nó đi theo tôi kìa. Bà đứng lại mà làm lá chắn coi. Tôi không muốn nó đụng body tôi. Mỹ Mỹ, chú Bao đâu rồi? Tại sao chú đối xử với con như vậy? Tao làm cái gì mà mày nói chú tao? Chú không thương con. Gì? Chú. Trong tòa nhà này ai tao cũng quý cũng thương. Nhưng chú ghét con. Không có. Tại sao? Tại sao chú lại ở quán cà phê? Và tại sao không phải là anh Hai Lộc? Hả? Thằng Hai Lộc, cái thằng làm biếng nhớ thay, rửa chén rửa ly, một ngày nó đập không biết bao nhiêu cái. Con cho nó tới đây làm gì? Canh quán cho chú. Chú phải để cho anh Hai Lộc canh quán cho chú. Tại sao chú không để cho anh Hai Lộc canh quán cho chú? Đây đây, nếu mà anh Hai Lộc không canh quán cho chú thì con tới đây làm cái gì? Rồi biết rồi. Con ơi con. Nè, con thích thằng Hai Lộc đúng không? Mỹ cũng rất là giận đàn ông. Mỹ cũng rất hận đàn ông. Mỹ cảm thấy rằng cuộc đời này nếu như không có đàn ông thì cũng sẽ rất là buồn, nhưng mà có nó thì càng buồn hơn, đúng không? Mỹ đồng cảm với con. Có phải chăng là Lộc nó nói lời ngon ngọt với con, nó dụ dỗ cho con, nó sẽ đưa hết nguyên một cái quán của cái cà phê của chú Bao nó cho con, xong rồi nó lấy lại, đúng không con? Con hãy nói cho Mỹ Mỹ biết đi. Cái gì? Bà hỏi nó. Một cái thằng làm biếng nhất hay không có giá trị trong cuộc sống như thằng Hai Lộc làm gì con nhỏ này đi. Làm sao để biết được là con này đó, nó yêu cái tình yêu khó nói lắm, con hiểu không? Tình yêu làm gì khó nói. Rồi vô vấn đề đi con. Đó, có đúng gì không con? Mỹ rất hiểu con. Con không cần gì phải buồn, con không cần gì phải đau khổ. Mỹ sẽ giúp con. Mỹ sẽ nói thẳng với thằng Hai Lộc tất cả mọi điều. Không. Ơi, bà đi vô vấn đề. Thôi, biết rồi để nói. Nè con ơi, đừng có buồn. Mỹ sẵn sàng chia sẻ với con. Mỹ biết là con đã bị trầm cảm rồi. Con bị thất vọng rồi. Mỹ sẽ đứng bên con. Trầm cảm nó có hai thái độ. Một là buồn không nói gì cả. Còn hai là những người đó họ bị tăng động. Con hiểu không? Họ lúc nào cũng gào thét. Con hiểu không? Trời ơi là trời. Trầm cái gì, cảm cái gì? Đưa anh Hai Lộc về đây cho con. Mỹ sẽ đưa Hai Lộc về đây cho con. Đưa anh Hai Lộc về đây cho con. Còn không, đứng lại. Từ mặt quán chú Bao luôn. Đứng lại thấy chưa? Trời ơi, nó bị trầm cảm rồi. Trời ơi, đứng lại. Mỹ sẽ ở bên con. Em Hai Lộc về cho con yên tâm. Trầm cảm à? Cái bệnh này là cái gì? Ai muốn biết trầm cảm như thế nào thì hỏi tôi nè. Tôi bị trầm cảm, yêu mà không nói được nè. Mày làm cái gì vậy? Hả? Được rồi, mày đâu cậu? Đứng đây cho anh tiêu cơm. Ăn cho cố vô rồi không làm gì hết, rồi cái bụng sẽ phì ra, bao câu ở sau nó sẽ sệ xuống. Đứng lên, đứng lên, đứng lên.
không có nghệ sĩ nào mà tướng như một cục thịt như mày vậy đó, tao nói thiệt. Tao đi có mấy phút thôi ha, mà tính làm tù trưởng ở đây luôn ha.